Mà em đang ở Sài Gòn á. Em ở Sài Gòn hả? Chị cũng đang ở Sài Gòn nè. Thế có chuyện gì ấy chị? Em đến nhà nghỉ thấy không? Đi đâu cơ chị? Em nghe không rõ lắm. Đến nhà nghỉ á, cho chị buồn quá à. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốc sĩ kẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k. Với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Đầu tiên, trước khi chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thì nhớ anh em hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang sở hữu một cây K98 đây. Ok, ui, một đứa này. Mày này, làm sao? Chạy đâu hả em? Ui dồi ôi, tôi xem nó làm gì các bạn. Ui, nó chạy rồi, nhanh thế nhở. À đây rồi, mày đây à. À đủ quấn máu này. Ok luôn, thanh niên xanh mộ luôn anh em ạ. Đó, cực kỳ là đơn giản được không nào. Như vậy thì kẹo có luôn được một mạng đầu tiên nha. Yes, và ngày hôm nay thì chúc anh em buổi trưa vui vẻ nhé. Rồi nha, ok. Chúng ta có gì này? Ui, khủng long. Vãi chửa này, sợ quá. Cái gì thế hả? Yes, xong luôn, có 2 kill nè. Ui, phải nói là đầu trận thì khá là khoai anh em ạ. Cơ bản thì mình lượm được mỗi cây K98. Nhưng mà không sao đây, hiện tại chúng ta có một cây Adup này, một cây SKS này. Nhanh, tầm này là phải kiếm cây súng trường cái, không là toa anh em ạ. Ui dồi ôi, bởi vì là cầm hai cây súng bắn tỉa thế này thì công nhận là chết tôi anh em ạ, không dễ đâu nha. Đây, mình sẽ qua đây xíu này. Ui, cái gì đấy? Thanh niên nào đây? À, đủ. Cái gì đấy hả em? Ui, vãi trưởng, sợ quá. Anh sợ chú quá cơ. Ui, gì đấy? Rượu mông keo cơ. Mày này, ui, anh ơi. Sao? Yes, ngon lành anh em ạ. Cầm Adup bắn cái thằng bé lên bản điểm số luôn. Mình có 3 kill rồi nè. Ây, ngọt sớt luôn nha mọi người nhỉ. Thì mình sẽ cuốn máu cái đã. Công nhận là sau cái pha giao tranh vừa rồi thì còn đúng tí máu này. Sợ thật anh em ạ. Nhưng mà không sao, kẹo của anh em vẫn đang còn sống cơ mà. Lo gì đúng không nào. Ui, vãi trưởng. Gái gọi công ơi, công đợi tôi tí nha. Tôi nghe điện thoại cái xong chơi game nha. Alo, em đây chị. Mấy hôm nay chị buồn quá à. Ủa, sao buồn đấy chị? Giờ học hành sao rồi? À, em nghỉ học lâu rồi, chị không nhớ sao? Nói chung là bây giờ chị đang có chuyện á. Nên là... tối nay em rảnh không? À, tối nay thì em cũng hơi bận xíu tại phải nhà livestream mà em đang ở Sài Gòn á. Em ở Sài Gòn hả? Chị cũng đang ở Sài Gòn nè. Thế có chuyện gì ấy chị? Em đến nhà nghỉ thấy không? Đi đâu cơ chị? Em nghe không rõ lắm. Đến nhà nghỉ á, cho chị buồn quá à. Hôm nay chị bị ấm đầu hả? Thôi hay là chị qua chỗ em đi. Chị qua chỗ em à? Chị cứ qua chỗ em đi, xong rồi là đi đâu thì đi. Chỗ em là chỗ nào? Để nhờ bạn chở xuống. Tí em nhắn cho nha, tại đang chơi game mà. Tối nay chị qua chỗ em nha. Dạ vâng chị. Có gì mình đi nha. Công ơi, tình hình là tối là tối tôi không live stream đâu nha. Tôi không live đâu, tôi đi đi ấy. Đấy. Thôi nhá. Trẻ con nhá, trẻ con cấm xem nhá. Được rồi, có người này. Ui, đậu xanh này. Ui nữa hả? Ghê vậy luôn, vãi trưởng này. Giật cả mình này. Nhá, trẻ con cấm xem nhá. Tôi có khi là mình bận thật anh em ạ. Thôi. tối tôi bận phải đi. Đi ấy công ạ. Công vừa nghe xong rồi còn gì nữa. Thế là thôi. Ui, ngại nhờ. Lần đầu anh em ạ, lần đầu được gái gọi đi nhà nghỉ vãi cật trưởng nhờ. Nhưng mà thôi không sao nhỉ. Đàn ông con trai nó phải có bản lĩnh không nhỉ. Tối có khi mình bận nhá. Nếu như mà mình bận thì mình sẽ không lên on stream được với anh em nhá. Đấy không sao, có gì tôi live stream bù nhỉ. Rồi nha, ok. Thì đây. Ui nữa hả? Vãi trưởng đông thế. Đó, nhẹ nhàng luôn. Và hiện tại thì mình đã có được mạng thứ 6 rồi nhá. Tầm này có khi là chơi nốt game thôi anh em ơi. Xong rồi tắm rửa sạch sẽ, lên đồ đẹp trai nhở. Đấy, xong là đi quẩy. Đủ. Ở đây nhá, ở đây các ông đã bao giờ được gái gọi đi nhà nghỉ như tôi chưa? U rồi, nó cứ phải gọi là số hưởng đúng không nào. Đấy, thanh niên số hưởng nó phải khác chứ nhở. Rồi nha, ok. Chúng ta let's go qua phía này coi. Ui, có người kìa. Đuổi theo nó luôn. Mày này, anh xem chú chạy đâu này, chạy làm sao được nhờ. Từ từ anh em chờ tôi tí nhá. Thằng này là nó không thoát được đâu anh em ạ. Mày không thoát được đâu con trai. To be không tình yêu này à. Mày tưởng mày chết tưởng mày ngon là xuống đây. Xuống đây cưng. Ui dồi ôi, dính quả liệu kia.
mày xuống đây, mày này, mày không xuống à? Láo thật anh em, thằng bé nó không chịu xuống này. Mày không xuống này, nhanh thằng kia, xuống nhanh này. Vai cả trưởng nó không xuống luôn, mày khó chịu anh em chứ. Ok nha. Yes, thì cơ bản là chị hàng xóm nay gọi cho tôi không ạ? Đấy, tôi cũng chả biết gì đâu nên là cứ nghe bình thường thôi. Nhưng mà thôi, tối có khi là tôi bận rồi câu nhá. Thế nhá, rồi nhá. Ok, hiện tại trong trận đấu này thì còn lại 10 người trận đấy nhé. Tôi thấy một thằng ở trên tầng rồi nhá, mà nó không chịu xuống anh em ạ, đôi khi kiểu chơi game khoai vãi. Ngày mai ngày 19 tháng 4 nó là cái sự kiện của là anh em nhận nhân vật rồi nhá. Đấy, tôi khuyên anh em là bạn nào mà chưa có Hazato thì anh em cứ mạnh dạn chọn Hazato. Còn nữ mà anh em thích chơi thì anh em chọn Moco, hai con nhân vật khá là thú vị nha. Ngoài ra thì đấy chỉ là cái ý kiến quan điểm cá nhân của mình thôi. Hoặc là anh em thích nhân vật nào thì anh em có thể lựa chọn thoải mái. Ê, có người này. Hình như là ngoài có người thì phải anh em ạ. Cái gì cam cam kia nhỉ? Nả ní, khủng long cam à? Ui chuẩn mẹ rồi. Ui, ba ai trưởng. Thật sự là mấy cái đứa khủng long này anh em ở xa thì căn sọ này hơi khó. Bởi vì là không xác định được là rõ ràng cái đầu nó ở đâu, đúng không nào? Nên là nãy tôi căn sọ hơi lệch xíu. Nhá, anh em thông cảm nhá. Rồi nha, ok. Nếu như các bạn thấy những video của Kẹo hay thì các bạn đừng quên là hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Ui vãi cả trường. Bắn rát thế anh ơi, anh đừng. Em sợ anh ơi, mà thanh niên bắn rát thế, sợ thật. À, yes. Ui dồi, gì đấy? Gì đấy? Ui, thằng kia nó xài chảo thế nào? Tôi toàn bắn vào chảo anh em ạ, nghĩ nó khoai nhỉ. Mày hay lắm, mày hay lắm. Ok, ui dưới này có người để vãi cả trường. Gì đấy? Đông dã man thế. Ê, anh em thì sợ chưa, trời ơi, 9 kill rồi nè, ui vãi chửa nhở. Tôi công nhận là tôi cũng phải nể công đấy, công kinh quá, núp dưới gầm cầu này tôi sợ rồi. Dạo này tình trạng leo rank là anh em hay thủ nhà này, núp gầm cầu này, rồi là nghe bảo tử chiến là toàn hack ạ. Mày này, cái gì đấy? Sao anh em, yes, mấy kill, chắc là thằng bé tính gạ team up với tôi đi mà. Thôi tôi không chơi anh em ạ, team up nó là hành vi gian lận, cẩn thận anh em, report là ban nick đấy, đừng đùa nhá. Thì thật sự là tôi nghĩ là anh em team up một lần nó không sao đâu, nhưng mà kiểu team up nhiều quá là khả năng cao bị ban nick mà. Bởi vì thì đơn giản team up nó là một cái hành vi gian lận trong game. Tôi đầu tư khá nhiều vào ác này rồi nên tôi cũng không muốn là cái nick này của tôi bay đâu. Nick này của tôi bay thì vãi thật trưởng, không biết là lấy gì chơi nhỉ. Thật sự luôn, cái nick này thì mình đầu tư nếu mà tính cả tiền nick bây giờ, nếu mà bán rẻ cũng tầm 50 triệu. Còn tiền nạp và quay đồ các thứ thì tầm khoảng 100 triệu nha anh em. Đấy, tôi nói thật mà, chia sẻ với anh em thật mà, tôi có nói điều với anh em bao giờ đâu. Rồi nha, chắc là mình chạy qua đường này thì đây sẽ là một con đường nó khá là ổn nhỉ. Đấy, bơi qua sông nhẹ nhàng cái lên trên này ai thấy đâu, đúng không? Ok, kinh khí cầu à, không biết là nó có tiếp tế cho mình cái gì không đây. Mà cơ bản là qua đây đã ăn cái đường giáp anh em ạ. Đấy, chuẩn bị có quả giáp xịn này. Ui, nhẹ nhàng đúng không nào? Nhẹ nhàng làm quả giáp trắng thế này đủ ngon chưa anh em, thấy ngon chưa? Ok nhá. Rồi nha, lúc này thì cơ hội chiến thắng của Kẹo đã lên đến là 20% rồi. Ôi tôi tưởng ở trên trời có người nhưng mà có đâu. Không có thì thôi, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi lấy top 1 thôi, có gì đâu anh em nhỉ. Yes. Ok. À đủ thính rơi kìa. Mà thính rơi ngay bò nó thu vào thế thì ai đi lượm, rơi ngay xuống sông. Vãi cả trường. Đuổi việc thằng phi công cậu, tôi vốt công là đuổi việc thằng phi công nhá. À, trong này có ai không đây? Hình như có người à? Ui dồi mày này. Đâu, xanh này, chạy đâu? Bữa nay mình đổi qua chơi game bằng iPhone X nên là màn hình nó hơi nhỏ tí. Lâu lâu kiểu chơi game không nhìn rõ người là chuyện bình thường anh em ạ. Màn hình có 5,7 inch thôi, mà kiểu tỷ lệ của nó 18:9 nó dài dài ấy, nên là đâm ra là nhìn người hơi khó. Tôi biết là anh em toàn chơi màn hình lớn đúng không? Ai mà quên nhỉ, iPhone X hình như là tỷ lệ của tôi là màn hình 5,7 inch ấy, cũng hơi nhỏ. Mà tầm này là chỉ còn lại mỗi thằng cuối cùng thế á? Oh man, ui dồi ôi, thế này cơ hội chiến thắng 50-50 thôi nè. Ôi hôm nay kiểu leo rank cuối tuần nhỉ, thứ bảy nhỉ, leo rank đơn giản vãi nhỉ. À mọi người ơi, tối mọi người rảnh mọi người lên trên Nononline nhá, ID 47397760 nhá, tối mình sẽ livestream bên đó, ok chưa? Đây không phải người. Cuối tuần này tôi thường xuyên tổ chức cho anh em cút tầm, mấy anh em cứ sang bên Nononline mà coi nhá. Yes. Mà đậu xanh nhỉ, thằng cuối đâu nhỉ? Từ tôi phải đi kiếm thằng cuối đây anh em ạ. Má đậu xanh nhỉ, nó đâu rồi? Thế là rốt cuộc là chủ trốn ở đâu nhỉ? Wow, tại sao mà bây giờ thì không có thấy hả? Thằng đến cuối cùng là chủ đang trốn ở đâu rồi hả? Má không thấy không ạ? Đậu xanh,
tôi lên trên cái này. Ai? Phía trên này tôi cũng chưa tìm ra thằng nào cả. Mà thế thằng nào ở dưới nhỉ? Ở dưới này mình không chắc nhỉ, khả năng cao là có đứa ở dưới ấy. Cơ bản là bọn nó thu tại ngay phía này mà. Phía sau mình ấy chẳng thấy đâu. Thôi thì có lẽ chắc là phải chờ bọn nhỏ xíu, tí nữa thì tất nhiên là chúng ta sẽ dễ dàng thấy người thôi. À đây rồi, đây rồi. Đây rồi, thấy rồi nhá, nó ở bên này không ạ? À? Nó ở bên này. Mày liệu hồn với tao nha mày. Mà tao mà cầm Ska tao sấy cho mày, mày sanh mộ với tao nhá. Ê, nguy hiểm phết nha anh em, đừng đùa. Ok các bạn, mình đang ngồi ở trên đấy, mình chờ nó chạy qua đấy. Có giỏi chạy qua đây em ơi, nào có giỏi qua đây em. Nó có qua đâu, đậu sai thật này. Thực ra thì bo tầm này hơi khoa anh em ạ. Ma nhìn quả bo này, quả bo này kiểu ngàn năm có một anh em ạ. Bo ngay dưới nước này anh em thấy toang hoang chưa nhở? Quả bo gọi là anh ở đầu sông ấy, em ở cuối sông đấy, uống chung dòng nước vàm có đông gì đấy. Tôi không nhớ mấy bài hát của mấy ông gọi là nhạc vàng ấy mà. Mày này, mày tưởng dụng ok mày ngon, mày tin tao sấy không? Sấy luôn anh em. Mày này, à chạy hả? Ui trời ơi, vỡ mẹ đâu. Yes, Buya 12 kill tâm rồi. Ai, quá là đơn giản luôn. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên đón xem những video trên kênh của Sĩ Kẹo nha. Bye bye, thank you mọi người rất nhiều.